cuối cùng cũng được ra trả được các bạn. Xin chào các bạn, mình là Bùi Phương. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn theo dõi video của mình thì hãy subscribe kênh YouTube channel của mình để có thể nhận thêm được nhiều video hơn nữa nha. Còn nếu như các bạn đã subscribe rồi thì xin chào các bạn. Trong video này sẽ là nhật ký cách ly cuối cùng, đó là ngày mà mình ra khu cách ly như thế nào. Và buổi sáng thì tụi mình vẫn được chuẩn bị đồ ăn sáng rất là đầy đủ. Sau đó sẽ có một người tới và đưa cho mình giấy xác nhận hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung. Và có giấy này thì mình mới ra khỏi cổng được. Và mình chia sẻ thêm một xíu, đó là cái ngày này á, là trước đó một hôm là mọi người nhận được thông báo rằng là sẽ được về. Thì đây là cái đợt cách ly đông nhất, 120 người trong đoàn để rời khu cách ly. Tuy nhiên là có chỉ thị từ cấp trên đó là cần phải xét nghiệm thêm một lần nữa mới được về. Cho đó là mọi người rồi lại xách vali vào trong và ở lại một đêm để test, sau đó mới về. Và đây mới là lần về chính xác nè mọi người. Cái cảm giác mà đi tới trong đêm và ra ngoài vào ban ngày á, thì mình cảm thấy trời ơi sao mà ở ngoài nó đẹp thế. Quy trình là đầu tiên mọi người sẽ cho cái hành lý của mình vào để phun khử trùng hành lý trước. Và sau đó là sẽ tới người. Sau khi mà phun khử trùng hành lý và phun khử trùng người xong thì mình phải show cái giấy hoàn thành cách ly và giấy tờ chứng minh để mình có thể ra được khỏi cổng. Mừng không? Lúc mà mình ra thì được các chú bộ đội hỗ trợ để mang hành lý ra ngoài. Trời siêu siêu đáng yêu luôn. Trời thương. Các bạn nhìn ở trên đó, nó có một cái là phục vụ nhân dân bằng tất cả tình thương. Nói chung là ra mà đọc được cái đó cảm giác ấm áp lắm mọi người. Chào các bạn, finally thì tụi mình cũng đã ra khỏi trại. Bây giờ là trên đường về từ bệnh viện Giải chiến Củ Chi về tới nhà mình. Xa xa kia là ai kia? Nghiêm túc. Nghiêm túc chấp hành đúng không? Mặc dù được khác sáng là sát khuẩn rồi nhưng phải nghiêm túc. Còn nghiêm túc chưa? Và tự dưng lúc mà ở trên taxi á thì mình thấy là trời ơi đường về nhà sao mà nó đẹp, đẹp lắm luôn. Tự dưng mình cảm nhận trời nó đẹp quá, đẹp giống như là chưa từng được đẹp vậy đó. Ở ngoài có hai hàng cây xanh rất là đẹp, con đường về nhà nó vừa vắng mà nó vừa đẹp nữa. Thế nhưng là cảm giác trời đẹp lắm. Nhưng mà song song đó nữa là một cái cảm giác là trời đường về nhà sao xa thế. Có 1 tiếng rưỡi thôi mà mình cảm giác giống như là 15 tiếng rồi đó. Nó xa mà nó dài mà giống như rất là bồi hồi mong ngóng để về nhà. Tại vì mình đi cũng là 1 tháng tròn rồi, 14 ngày đi công tác ở Ukraine với lại 14 ngày ở khu cách ly. Thì đối với mình rất là xa. Yes, và cuối cùng là mình đã về được tới nhà rồi. Trời ơi, không có cái cảm giác nào, không có cái hạnh phúc nào tuyệt vời bằng về nhà hết á các bạn. Yes, và video này cũng ngắn thế thôi. Tại vì mình muốn chia sẻ cho các bạn rằng là lúc mà mình ra khỏi khu cách ly tập trung nó sẽ là như thế nào. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ cũng như là các chú bộ đội đã dành thời gian để chăm sóc cho tụi mình trong thời gian là 14 ngày cách ly. Mình cảm ơn rất là nhiều. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi tới tận cuối video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên subscribe kênh YouTube channel của mình nha. Bye bye.